Chào mừng các bạn đến với blog Drupal.com, và trong video này thì tôi sẽ tiếp tục cái phần theme của chúng ta. Thì video trước tôi đã làm cũng gần xong cái phần trang chủ này rồi. Đây, và bên đây là cái phần HTML. Thì ở đây nó sẽ có một vài cái readme, link readme, thì bên bữa trước thì ta chưa có, ta còn thiếu. Thì bây giờ ta sẽ bắt đầu làm tiếp, đó là login vào admin và login. Ta sẽ xem cái cấu trúc của nó như thế nào. Thì đây là một cái thẻ A và có class là more. Ta sẽ edit phần view. Thì ở đây nó đang báo lỗi và nó đang mất hết mấy cái field của chúng ta. Thì ở đây ta đừng có save, ta click cancel, sau đó ta edit lại. Thì đôi khi cái view này nó bị lỗi phần ajax như vậy. Và bây giờ ta sẽ add một view nữa, đó là link content, bỏ phần label đi, ở đây là fill out more và phần này thì đặt cho nó một cái class, đó là more. Và bây giờ ta sẽ save nó lại và xem thì nó đã giống rồi. Nhưng mà cái này có lẽ là nó phải nằm ở trên cái phần clear này, deep clear này, thì ta sẽ edit lại cái view. Phần cái clear thì ta bữa trước là ta bỏ nó vào trong cái global custom test, thì bây giờ ta sẽ cắt nó ra, xóa nó đi và ta sẽ bỏ vào phần link prefile. Phần prefit tức là chèn vào đầu của cái link này, và phần subfit là chèn vào cuối. Ok, và save. Thì nó đã hiện ra rồi. Click vào và vào phần content. Rồi và bây giờ thì phần này nó sẽ có một cái block. Ta sẽ vào structure block. Đây là vài cái link thì ta có thể add vào bằng một cái block, đó là add block, và đây là none, đây là sum link. Phần này sẽ chọn full HTML. Đây nó có một cái class là H3. Và nó có một cái
Linh là linh một, ta làm vài dòng để làm mẫu trước ha. Linh hai, linh ba, linh bốn, và đây là list. Ok, phần này nó sẽ được bao quanh bởi một cái div là nap, sidebar nap. Thì ta sẽ add wrapper ở đây, div class sidebar nap ấy. Thì đây là link để google.com cho lẹ. Nó sẽ hiện ở phần left sidebar. Chưa thấy. Kiểm tra trong code. Bay thì đây là sidebar và info left sidebar, thì đây là bữa trước chúng ta đã khai báo sai rồi, thì đây là ta sẽ sử dụng cái sidebar không cần phải left. Sau khi sửa file info thì chúng ta phải click get. Click get. Sau khi click get xong thì ta refresh lại trang blog. Đây sidebar. Ta sẽ tìm cái blog ta mới vừa tạo, đó là some link. Đây. Thì nó sẽ hiện ở phần sidebar. Đây, và xâm linh thì nó đã hiện ra một cái, nó đã xuất ra một cái block, đó là xâm linh chúng ta vừa tạo. Ta có thể sửa cái phần linh này ở đây, hoặc là chúng ta không phải tạo block thì ta sẽ tạo phần menu. Ta sẽ vào structure và menu, đây là cách thứ hai. Thì ở đây nó có một vài cái menu, tôi sẽ thử dùng cái navigation. Ở đây nó có sẵn một số cái link mà tôi đã tạo trước đây. Thì sau khi tạo một cái menu thì phần blog này nó sẽ tạo ra một cái blog có tên của menu đó đây. Thì ta sẽ có thể sử dụng cái blog này, và hiện nó ở phần sidebar. Thì bây giờ ta sẽ refresh lại. Đây là cái phần menu mà tôi đã tạo trước ở đây. Có lẽ nó chưa chưa có được được đúng đúng cái vài cái class, cho nên là nó bị hiện ra xấu như vậy. Thì ta có thể CSS nó lại, hoặc là chỉnh lại cái phần class của nó. Và tiếp theo là phần một số cái advertisement, thì ta cũng có thể tạo một vài cái lock. Advertisement
Achievement. Một số hình ở đây thì sale nó lại ha, sale sale nó lại trước. Thì ở đây ta cũng làm giống như lúc nãy, đó là first statement, đây là heading 3, có hai cái hình, một hình là tải lên, ok, và hình nữa ta sẽ xem phần cấu trúc HTML. Thì nó là hai cái link, sẽ add vào cho nó một cái link. Cái div bar 1 trên đây là left và right, at right. Thì hai cái này nó còn phần một phần cái clear nữa, copy và cho nó vào đây. Thì và nó sẽ có một cái outer đó là add. Và nó sẽ hiện ở phần sidebar. Và nó rất là nhanh, thì chúng ta đã tạo cho cái này tắt đi ha. Ủa, xâm linh phải hiện. Và cái phần navigation này tắt đi. Thì rất là nhanh, thì chúng ta đã tạo được block và ta có thể chèn link và sử dụng các cái công cụ để tạo cái div hoặc là bao quanh vài cái div cho cái link đó. Thì ở đây nó còn một cái có một khoảng cách ở dưới. Cái div nó còn thiếu một cái class. Ta có thể sử dụng cái CSS class ở đây. Xong title, lại tiếp tục tạo log.
3 và đây là info. Okay, và ta đã hoàn thành phần trên trang chủ này thì nó có một cái C3 này, một block các cái project và một cái welcome slide show menu vân vân. Và ở đây thì các bạn có thể làm theo tôi đã hướng dẫn, thì ta sẽ tạo cái block tương tự như vậy, hoặc là ta sẽ sử dụng một số cái kỹ thuật khác mà có lẽ ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Thì ở đây còn thiếu đó là footer, thì nó phải có cái phần copyright này. Copyright vâng, và ta vẫn sẽ tạo một cái block nữa, đó là phần copyright. Thì phần này là lép clear. Vâng, và ta sẽ save nó lại ở phần footer. Sao lại không có ta? Có lẽ tôi chưa có xuất phần footer ra ở đây. Ta sẽ render phần bay footer. Đấy, và ta đã hoàn thành xong cái trang web của chúng ta. Thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.